Yo, what's up, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một vlog mới của tôi. Thì vlog ngày hôm nay sẽ là một cái vlog rất là đặc biệt luôn. Mọi người có biết tại sao không? Là bởi vì đây sẽ là một cái vlog, nó giống như là một cái vlog để cảm ơn hơn. Nói chung là tôi mới vừa nhận được một cái món quà của một bạn fan. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi nên quay vlog lại. Thứ nhất là để cảm ơn bạn ấy. Thứ hai nữa là để chia sẻ cái niềm vui này lên cho anh em xem cùng với tôi. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vlog inbox mô hình nha. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây chính là món quà của bạn fan đã gửi ra cho tôi. Thực sự là hai cái thùng quà này quá là to luôn phải không ạ? À, mà cái lý do mà tôi nhận được ba cái thùng quà này cũng rất là dễ thương luôn. Đó chính là cái đợt đó là fan meeting lần 2 của Hero Team bọn tôi. Thì tôi có gặp một cái bạn nữ, bạn ấy tên là bạn Mỹ Duyên. Thì cái bạn Mỹ Duyên này, bạn ấy bảo là xin địa chỉ nhà, xin số điện thoại, bạn ấy sẽ tặng tôi một cái món quà rất là đặc biệt. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là bạn ấy chỉ đang nói giỡn cho vui thôi, ai dè đâu là tặng thật luôn mọi người ạ. Ôi, tôi bất ngờ thật sự. Ok, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau inbox phần quà này nha. À mà quên nữa, cảm ơn bạn Mỹ Duyên rất là nhiều vì đã tặng cho mình ba thùng quà đồ chơi này. Giờ thì sẽ mở ra để xem thử. Ok, xem cái bên trong là gì đây. Ui, nặng lắm nha mọi người. Ui, mô hình, tôi thấy có cái đầu gì đây. Trời. Wow, xin cậu ấy uống chì à. Ui, wow, hình như là đây là Cousin nhưng mà phiên bản hình như là Messi. Cousin phiên bản Messi mọi người ạ. À, đây, đang mặc cái áo số 10 của anh Messi này. Cái đầu của Cousin to bằng cái đầu của tôi luôn á mọi người. Ui, mà không biết là cái tượng này bao nhiêu tiền nhờ, có đắt không nhờ. Mặc dù là tôi biết rằng là bạn ấy cũng là người lớn rồi đấy, cũng học cấp 3 rồi, nhưng mà bạn ấy tặng cho tôi một cái quà thế này tôi cũng hơi ngại, không biết là nó có đắt tiền không nhờ. Ừ, ok, tôi sẽ để tạm ở đây đi và chúng ta sẽ cùng nhau xem đến món quà tiếp theo nha. Thùng quà tiếp theo cũng to cỡ thùng quà này, thì tôi nghĩ chắc là cũng là một nhân vật nào đó. Ôi, cái thùng gì đây, để tôi xem thử bên trong. Ôi, tôi thấy có con bạch tuyết ở đây mọi người, hình như vẫn là Cousin rồi phải. Từ, ui, bạn ấy tặng tôi hai Cousin à. Đây mọi người nhìn ở trên cái hình nè, đấy, vẫn tiếp tục là Cousin của chúng ta, nhưng mà hình như là đây là Cousin phiên bản Messi nè. Thì chắc là bên này là Cousin phiên bản bình thường thì phải. Tại thấy là mặc áo vàng với lại quần đỏ nè. Chắc là Cousin phiên bản bình thường, phiên bản basic. Rồi, khui ra thử xem nào, coi bên trong là gì. À đây, cái chân Cousin. Này, tôi sẽ nắm chân Cousin kéo lên. Không phải Cousin bình thường nha. Không phải Cousin bình thường. Cousin phiên bản Ronaldo. Cousin phiên bản Ronaldo số 7. Anh 7, ôi hợp lý. Ui, vậy là tôi có Cousin phiên bản Ronaldo và Cousin phiên bản Messi luôn. Cute thật sự, hợp lý quá em ơi. Được em ơi, ui, được quá ta. Mọi người nhìn hai cái tượng này mọi người thấy dễ thương không? Chứ tôi thì tôi thấy dễ thương cực kỳ luôn ấy. Ui, dễ nghiêu thế. Ui, tạm thời tôi sẽ để cho hai Cousin của tôi gọi là nằm ở đây đi. Đấy, chúng ta đã cùng nhau mở được hai thùng quà đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thùng quà cuối cùng, là thùng quà to nhất và hồi hộp nhất của tôi. Đây rồi. Ở trên đây thì tôi thấy là có một cái chữ là Pokemon vịt vàng. Đấy, thì tôi không biết rằng là có phải là tượng Pokemon hay không, cho nên giờ tôi sẽ vô tôi check thử. Ây à, Pokemon vịt vàng à, là con vịt vàng nào ta? Tôi chỉ biết những cái con nào mà nổi tiếng, ví dụ như là con Pikachu nè, đó, hay là con gì, con rồng lửa nè, đó kiểu thôi. Tại tôi không có xem Pokemon. Ok, thôi anh xin lỗi nha, nhưng mà anh xin phép là xé nó ra luôn nha, tại vì nó khó lấy ra quá. Ok. Ủa? À, cái con vịt này á. À, con vịt này thì tôi biết. Để chết, sao chỗ này bị rách mất tiêu rồi. Ủa, cái này là bị gì nhờ, bị chuột cắn hay gì nhờ. Yeah, này chắc là bên vận chuyển chuyển xong cái nào nó bị thủng này. Không biết có ảnh hưởng gì con mô hình bên trong không ta. Nhìn dễ thương á nha, từ từ để tôi sẽ gọi là mở cái bọc ra luôn. Con vịt này ngày xưa tôi hay gọi nó là con vịt hoang mang, chứ không phải là vịt vịt ngốc nghếch. Vịt này là vịt hoang mang. Hình như là cái miệng của nó hình như là bị vận chuyển, cái kiểu nó bị xúc ra này hay sao nè. Hình như cái này là phải dùng keo dán lại nè. Ok, mà không sao, nói chung là không bị gãy là được. Ok, xung quanh thì hình như là nó có phụ kiện thì phải, để tôi kiểm tra lại thử. À, có. Ủa, cái này là gì? Cái phao. Ủa, đeo cho nó hả? Sao lại có cái phao ta? Hay là cái phao để mặc với con vịt nha. Từ từ để tôi thử nha. Trời ơi, đúng mệt luôn á trời. Ok. À, đây.
Này, ủa mà khoan, tụi nó đeo vô sao? Nó đeo vô sao ta? Ủa, con vịt này đeo vô sao nhờ? Tôi thấy là cái bụng của nó bự hơn cái đầu của nó nữa, sao nhét vô ta? Hay là như thế này? Hay như thế này ta? Ừ. Chân hay gì vậy? Nhìn cũng dễ thương nhưng mà thôi, hình như để cái phao nhìn nó không dễ thương bằng cái chân, cho nên thôi chắc không cần cái phao đâu. Rồi, để tôi xem tí bên trong coi. Bên trong thì quả cầu Pokemon. Cái này là quả cầu Pokemon. Ui, ngày xưa nha, tôi xem phim á là tôi chỉ biết cái quả cầu màu đỏ này thôi. Nhưng mà tôi xem ở trên mạng hình như là nó còn thêm quả cầu màu xanh, màu tím, màu hồng, màu vàng, đồ kiểu nhiều lắm. Nhưng mà cái quả này là cái quả đúng kiểu tuổi thơ luôn nè, ngày xưa xem là thích quả này lắm nè. Một đống gì nữa đây, để tôi xem. À, cái chỏm tóc của nó, đây. Nó có tóc hả? Nó có tóc. Ở trong đây thì nó tặng cho tôi thêm một cái hộp keo, hình như cái này là để keo dán nè, để dán cái miệng của nó lại. Cũng đúng, cái miệng của nó bị xúc ra này. Trong này thì sẽ có thêm mấy con mắt nữa. Đây, trong này sẽ có thêm mấy con mắt nữa thì phải. Vậy là có nghĩa là cái mắt của nó tháo ra được hả ta? Tháo được. Tháo được. Đây để tôi thay mấy con mắt này vô coi. Mắt này là mắt gì đây? Mắt lé hả? Mắt vui vẻ. Mắt này là mắt đang kiểu đang vui vẻ. Ui, bên trong đây có thêm cái mắt hình tiền nữa nè, để lắp thử cái mắt này vô luôn coi. Nhưng mà mấy con mắt này á thì nó chỉ thay vô cho nó nhìn đẹp thôi, chứ tôi vẫn thích cái con mắt này của nó hơn. Đây, con mắt này vẫn là đẹp nhất. Con mắt này nhìn vẫn là tiếu nhất. Đây, con mắt này vẫn là hài nhất, đúng không? Đúng không? Mọi người công nhận không? Tôi có xem một cái hình ở trên mạng là mấy con Pokemon mà cái mặt của nó kiểu cười đó các bạn. Đó, kiểu thế á, thì tôi có để cái hình cho mấy ông xem đó. Đấy, thì tôi vô tình tôi thấy con vịt này thì tôi cũng tính mua con này rồi. Nhưng mà tính mua mấy con nhỏ nhỏ để đến bàn thôi, nhưng mà ai về đâu hôm nay được bạn ấy tặng. Mà tặng một con to cực kỳ luôn nha. Ok, tôi thì tôi đang suy nghĩ là không biết nên để cái mô hình này ở chỗ nào. Thì chắc là Cuisine là tôi sẽ để ở đây. Tạm thời để ở đây thôi, tại vì tôi cũng không có chỗ nào để cả. Ok, tạm thời để cô xin đây đi. Đá banh gần đôi giày là hợp lý rồi. Để cầu thủ đá banh gần mấy đôi giày là hợp lý à. Nhưng mà không ai đá banh bằng giày Jordan hết á. Ở chỗ này thì bé vịt này thì bé vịt ngáo này thì để đâu nhờ? Tôi không biết chỗ nào để cả. Tại vì phòng của tôi hiện tại bây giờ mấy bạn đang thấy là chỗ nào cũng có rất là nhiều mô hình rồi. Cho nên là cũng không biết là để ở đâu. Cho nên tôi nghĩ là thôi, tạm thời thì cái bé vịt này khá là dễ thương, cho nên tôi sẽ để bé ngồi trên ghế sofa đi. Khi mà mọi người xem livestream thì mọi người sẽ thấy đằng sau của tôi có một con vịt đang ngồi ở đây. Hợp lý á. Ok, và nói chung là đây là những phần quà của một bạn fan đã tặng cho mình. Thật sự mình cũng không biết nói gì, mình rất là cảm động luôn. Bởi vì từ đó đến giờ mình chưa giờ nhận được một cái món quà nào nó quá lớn như thế này. Một lần nữa cảm ơn bạn Mỹ Duyên rất là nhiều vì đã tặng cho anh cái phần quà đặc biệt này. Và anh hứa là anh sẽ trân trọng nó, giữ nó thật kỹ. Anh sẽ lau bụi cho nó mỗi tuần. Không biết là tương lai của bạn fan là tặng quà đó cho tôi không ta. Nhưng mà nếu mà có thì chắc cũng sẽ quay clip á. Khiều chứ. Thôi giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.